thì nhiều khi á, cái cổ mình á, nó cứ đẩy lên này nè, và khi đẩy lên rồi đó là nó đụng cái giường á, rồi cái sáng thức dậy mình thấy cái cổ mình quẹo vậy nè, thì cái cột sống nó bị tổn thương mà mình không hay biết. Do đó là chúng ta mà muốn mà mọi người có thể xem cái phim mình học cái thần kinh tọa đó, thì mình sẽ tác động vào cái ngón 4 và 5. Nhưng mà nếu như á, là với cái cột sống cổ á, thì chúng ta sẽ tác động ở cái điểm của ngón 2 và 3. Thì bây giờ ở đây ai đặt cụ gáy giơ tay lên. Em là phải chữa lâu lắm tay mình đây hả? Đây là mình nắm lại thì có hai gu này đúng không? Yeah, yeah. Rồi bây giờ mọi người lấy cái tay mình á, ấn một cái nếp bên một cái gu, ấn đi. Đau không? Đau. Đau phải không? Rồi mình có thể ấn nếp một cái gu kế tiếp nữa. Được chưa? Rồi và chúng ta lấy cái điểm nào đau nhất là chúng ta xoa. Xoa đi. Để như vậy từ 15 tới 20 lần. Ok chưa? Rồi, khi mà đẩy tới 15-20 lần á, rồi chúng ta sẽ đẩy cái ngón tay này dần dần vô trong. Nhìn này nha, thấy tôi đẩy vô không? Thấy không? Bạn nghe đau không? Đau không? Rồi, chúng ta sẽ đẩy tiếp tục nữa. Đẩy tiếp tục nữa. Đẩy như vậy rồi ấn sâu vô, rồi bắt đầu dây. Và ta dây như vậy là từ 15 đến 20 lần. Rồi, bây giờ chúng ta bỏ tay ra, giờ ta thử xoay cổ đỡ chưa? Thấy khác chưa? Khác chưa? Rồi bây giờ ta tiếp tục đổi qua bên đây, ta làm cái ngón này. Khi ta làm cái đầu tiên gu gu xong rồi, ta mới chuyển qua cái tiếp, ha? Rồi chúng ta đẩy, rồi sau khi đẩy xong rồi ta miết như thế này. Miết 15 tới 20 cái. Sau khi ngón tay này, khi ngón tay này kẽ nè, ta ấn sâu vô. Ấn sâu vô và đẩy như vậy là 20 cái. Rồi. Rồi mọi người xem đây. À, đây là cái kẽ giữa của mu bàn. Cái này là của Hàn Quốc nó chế. Ta đặt cái càm này rồi đi, ta dịnh vô đi. Thì khi ta đặt cái càm, đừng có để cái ngước cái càm dính ở đây à, thì nó giữ cái này ở đây. Và chúng ta sẽ đưa cái lên cái dây cổ cột vô. Rồi chú mày ở đây, tôi gọi lại cho mày. Đeo lại. Rồi mọi người nhìn thấy á, là nó rất là vững vàng ha. Và cái mục đích của nó là gì? Nó đẩy cột sống cổ mình lên ha. Thành ra là mọi người sẽ nhìn thấy qua sau lưng này nè, thì nó đẩy cái cột giống như nãy cái lưng làm đó ha. Rồi mọi người nhìn đây nha, thấy không? Đẩy lên thấy chưa? Rồi và nó đẩy lên vậy á, thì bây giờ nghe sao rồi? Nghe bây giờ bắt đầu nó cứng mình chào rồi. Nó có khó chịu gì không? Dạ không. Nha, tôi đẩy thêm chút xíu nữa cho nó được. Rồi được chưa? Dạ. Cảm thấy dễ chịu chưa? Dạ. Rồi mọi người thấy là nó đẩy lên á, nó làm cho cái cột sống cổ mình nó nâng lên, mà nó không có ảnh hưởng, nó nâng rất liều. Nha. Và ta nâng như vậy trong vòng nửa giờ đồng hồ là được rồi. Một ngày ta làm nửa, hai lần, một lần nửa giờ đồng hồ. Là cái kinh nghiệm tụi này ít nhất cũng phải 3 tháng. Nhưng mà thường thường những người mà tê tai rồi đầu cổ đau nhất vậy, chúng tôi làm cho tuần lễ hết. Nhưng mà vẫn khuyên là mọi người làm 3 tháng để cho nó ổn định luôn. Cái kinh nghiệm của cái phương pháp này
là khi mọi người nâng cái cổ mình lên á, mà khi nào mà thấy dễ chịu thì ok rồi. Nhưng mà thấy mà đẩy lên mà hơi nhiều chút xíu á, mà nghe nó hơi bị buồn nôn á, hơi bị choáng hay buồn nôn á, thì mọi người phải nói tôi khó chịu quá, thì mình phải xì bớt. Khi mình xì bớt vừa cái mức của nó thì nó không bị cái đó nữa. Và mình cứ mỗi ngày, mình một tuần lễ đầu thì mình để y cái số xanh, nhưng mà lên tới một tuần lễ thứ hai thì mình tăng lên gần màu vàng. Rồi mỗi tuần là mình cứ tăng lên chút xíu, để cho khi cái cột sống nó giữ cái đó. Và chúng ta làm như vậy trong vòng, thường thường là một cái bệnh mà tôi thấy nặng lắm, tôi cho trong tuần lễ là ổn rồi. Nhưng mà mình phải làm đúng 3 tháng, tại vì để cho cái nó cố định luôn. Hiểu chưa? Rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.